Nghe nói bỏ nhà đó. Sợ bị bỏ nhà. Nghe nói bỏ nhà cái dựng đầu ngồi dậy nhìn vậy nè, nhìn tới nhìn lui rồi nè. Không. Cái mẹ phải bay lại chụp liền. Sao không biết? Không biết, định bỏ gơ người ta hả? Nhìn đồng luôn. Rớt mất rồi, làm sao đây? Bị đòn á. Bị đòn nha. Bị đòn nha. Ô, cho con ăn đi hả? Rồi ok ok, mày cho con ăn nha. Đây. Cà chua nè, cà chua con ăn được. Chẳng nhẫm nhẫm ngon ngon. Hả miệng ra mẹ coi còn không? A à, rồi hả miệng u cha còn hả? Trời ơi, tốt rồi. Ăn cái khác nè. Lên lên ăn hành nha. Ăn hành luôn hả? Đẹp 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 đẹp. Ngon, nhây. Yummy yummy yummy. Rồi, mẹ ăn thêm nè. Đây, mâm mâm mặt. Ba chọn màu cam hả? Cam tím. Thấy kìa, đẹp không? Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quay TG đi ông ngoại, chọc cười liền rồi. Lấy cái tiền ra. Ông ngoại thương con nhiều lắm. Vỗ tay luôn nữa. Bây giờ tay gọt phải làm cái nhà mắc cười. Rồi, Tiger. Ba thương Tiger nhiều lắm, Tiger. Cười lắm, cười lắm. Hỏi ba đang làm cái gì vậy? Cười ba làm gì? Tiger. Không hề cười. Tiger, đã sắp cười kìa. Ba thương Tiger nhiều lắm. Rồi, tới con đi. Tới con, ba thua rồi đó. Con chọc chưa? Chọc đi, chọc em đi. Cô Trinh đi. Con chọc em hay cười đi mà. Nha, cô Trinh chưa tay rồi nha. Cô Trinh chưa nha. Đúng rồi. Đừng để cô Trinh cấu. Bây giờ không chưa cười là cô Trinh. Cô Trinh nuốt chửng. Không cười là cô Trinh nuốt chửng nha. Cười kìa, cười kìa, cười kìa. Hey. Không cười thiệt chứ. Chưa cười. Rồi, đúng tới với miệng luôn rồi. Đông đúc luôn rồi. Hả? Bông hoa đó. U là cười nè. Thấy chưa? À, hỏi cho nè. Wow. Ừ.
thập vô mắt bây giờ. Nè, em cầm đi. Cho em ăn đây nè. Cầm đi. Nhâm nhâm nhâm. Ngon không? Ngon không? Cầm đi. Giỏi quá. Giỏi quá. Rồi, nhổ tay đi. Nhổ tay. Ờ, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Nhổ tay. Nó quơ chứ giờ sao. Đừng cho nó ăn nữa. Em giỏi được lắm nha. Thôi gì ăn kỳ quá. Muốn cho nó ăn nữa không? Sắp hết rồi. Giờ phải dụ nó xong. Mệt lắm rồi đó. Trời ơi, chị xin em đó.